Có được review chống phim mới là chiếu hay nhất mà lại bị sao? Mới hay nhất không? À, xem phim phim mới. Chiếu phim mới mà giờ con được mà. Lỗi nó lại. Và là cái chất của nó nóng dễ như vậy. Thì có gì gì lá của hả? Tiền này. Tiền này. Nhà đập. Dâm mà đến tối rửa ấy, mua gì rửa sớm hết đi rồi đập, đập ra cho vào đây cái nhà máy sản xuất thủy tinh nào đúng nó sai cập nhật phim trước rồi xong sau đó vô đi nó mới ấy lại. Vì nó không là cái tin hay nó đưa lên YouTube vì sao vậy đâu cái bản quyền đưa lên nó bị phạt bản quyền thôi cái tin mà nổi tiếng đồ đấy lắm đưa lên thôi. Thank you.
Cái gì? Nó to nè. Mỹ mà Mỹ gì đấy hả? Có mấy trang độ gì? Ấn Độ đó. Ấn Độ vì là người Ấn Độ nó nhiều người thông minh, phát hiện được ra cái thế là vậy.
của tỉnh ạ. Dạ.
Yeah, I'm the one.